Chỉ là mở đầu thôi mà lại rất là đẹp như đường hoa đó, hiền mà nó hiền. Mình cởi lên con này nó hơi. Hello, bạn có khỏe không? Hử? Xin chào cả nhà, hiện tại là Tiên và gia đình cũng như là chị Duyên cũng đã đến được Mongoland. Và đây là lần đầu tiên Tiên trải nghiệm ở đây, nhưng mà Caramel và chị Duyên cũng đã trải nghiệm ở đây được bao nhiêu lần rồi hả chị ha? Lần đầu tiên em, đây là lần thứ hai. Đây là lần thứ hai. Ồ, vậy là cũng có kinh nghiệm. Vậy hôm nay chị và Caramel sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho gia đình nha. Dạ, okay. Thì đầu tiên là trước khi mình vé vào cổng thì cả nhà sẽ thấy là vé người lớn và trẻ em trên 1m3 là sẽ là 100.000 kèm một chai nước suối. Nhưng mà nếu mà trẻ em dưới 90cm, dưới 1m3 thì là sẽ được là giá chỉ có 60.000 một vé thôi. Còn vé người lớn nếu mà chúng ta có thể muốn mua một cái phiếu đồ uống như thế này đấy, thì chúng ta sẽ mua giá vé với lại 120.000. Đó là coi như chạy ra là nước tự chọn. Là coi như chạy ra là mình mua ly nước 40 đi, tiền vé 80 đó, tính vậy cho nó dễ. Và dưới đó chúng ta sẽ có những loại nước như thế này: cà phê đen, cà phê đá, đậu nành, trà xanh, trà sữa Hồng Kông, trà hibiscus nhiệt đới, hình như nó là cái bông bông atiso ấy, ép nước ép đào, chanh dây nè, trà lụa đỏ, nha đam, trà xoài và nha đam, hồng trà vải, hạt chia, trà đào Kim Châu. Dạ. Đấy, bây giờ mình đã có trên vai tay tấm thẻ rồi, bây giờ mình sẽ đi vào nha. Nước thì mình order ở đây hả chị ha? Nước hay là mình bên trong? Nước ở trong đây em. Đây là cái chỗ mình mua vé thôi. À ok. Bây giờ gia đình của mình đi vào đây đi. Dạ, đi vào xong rồi mời mình đi ba mẹ với dì Út vô nha. Để đưa chị đưa luôn. Đi 6 người á. Thôi thôi luôn. Để tí cho Caramel được. Cắt. Này phiếu của anh này. Phiếu mình chết ở đây hay là chết đây? Rồi. Thôi mày. Đó. Ok, vô. Cũng rất hiện đại ha. Ở trên tay mọi người sẽ cầm một cái phiếu nước như thế này, mình sẽ order nước ở đâu hả chị? Bên đây em, ở đây. Ok, mình sẽ order nước nha. Chị muốn order nước gì trước ha? Chị uống cái trà lụa Nha Đam. Cho em một cái trà lụa Nha Đam chị. Cho em một cái cho em một cái trà đào chân trong. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ. Vậy thì mình sẽ đợi nước nha. Ok, em mời chị nha. Dạ, mời em. Mời cả nhà nha. Bây giờ mình sẽ đi tham quan trước, sau đó mình mới quyết định là mình chơi cái gì. Em lần đầu tiên vào đây luôn phải không? Đúng rồi. Đây là lần đầu tiên em vào đây. Cũng như là hả, thấy là bây lần này đi, sau khi trở lại Đà Lạt thì nó có nhiều sự thay đổi quá. Để chị dắt em đi nha. Ở đây á, mình có cái là mình ở đây có cho thuê đồ. Thì đủ loại hết. Em vô đây coi nha. Ôi, cái này nhìn giống ở Sapa nhỉ? Mông Cổ. Rất là thay, rất là nhiều đồ trang phục này kia. Bộ này xinh này. Cute ha. Dễ thương nè. Lát chị em mình làm bộ. Lần này em đi em có đem áo dài mà tự nhiên sao lại quên, không có đem theo để đi Đà Lạt. Trời. Với là hứa hẹn lần sau khi mà chị em mình đi chợ hoa Tết đi, mình sẽ mặc áo dài nha. Xinh á, mọi thứ rất dễ thương. Có phát lông này kia nữa. Rồi này chị coi cái này nè, cái bộ này đẹp nè. Mấy cái bộ này giống như bên Tây Bắc đây, Sapa á nè. Đúng rồi. Đó là người dân tộc H'mông, người dân tộc nhiều người dân tộc khác nhau. Của chị hơi chua. Hút được không? Hút được. Nó chua mà. Nó dặn trước là chua. Bỏ đường. Chị muốn bỏ miếng đường. Trà đào ngon không? Tí nữa chị uống trà đào. Không? Đậm trà. Không đi đâu rồi.
đi quay người ta, em kêu ra đó quay. Cái bữa thấy người ta ra đây nè, đi xuống đây nè. Nó mặc đồ kiểu như hơ mông á, nó chụp hình bắn cung cũng đẹp á. Ba mẹ lại ngồi đây xếp hàng chơi hả? Bà dân trượt xuống rồi được rồi đó, rồi leo lên kiểu gì thôi thì có. Đó, chồng coi nè, chồng coi chồng, coi coi coi. À, quay lia chậm thì chậm không? Để cho người ta cũng để ý. Đó là đẹp hôm nay, của em, của áo đỏ này. Đúng rồi. Nhưng mà chị là có quần đỏ thôi. Đúng rồi, chị em mình mỗi người. Rồi, đẹp quá luôn. Cô dâu chú rể làm bể bình bông. Rồi rồi. Cô trai tài gái sắc. Cô chú rất là dễ thương nè cả nhà. Rồi nha, ba cười nha. Rồi tắm nữa nha. Không gian rất là đẹp luôn. Ok. Dạ. Wow, cái khung này người ta dùng để người ta trang trí chụp hình Tết nữa thưa chị nha. Rồi. Chưa thấy Tết mà không khí đã tràn ngập ở đây rồi, rất là nôn nao luôn á cả nhà. Cây mai đỏ nè, bình thường cây mai ít lộn. Cây đào đỏ. Thường là người ta có cây đào hồng đi, cây đào đỏ cùng với bao lì xì, cùng với những cái vật trang trí ở đây. Chỉ là thiếu câu đối thôi. À, câu đối cũng nằm ở kia luôn. À, đây, câu đối nè. Em sẽ đọc bên đây và đọc bên kia nha. Chúc Tết đến trăm điều như ý. Mừng xuân sang vạn sự thành công. Ồ, rất là ý nghĩa luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiến vào bên trong của Mongolian nha. Ở đây mới rồi dưa hấu đỏ như thế này là có rất là có không khí Tết rồi đó cả nhà. Chỉ là mở đầu thôi mà lại rất là đẹp như thế rồi. Thì bên trong rất là đẹp luôn ha. Em cũng hy vọng là mình sẽ có những trải nghiệm tốt. Thì cũng xem là lần này sau khi chị quay lại vào cái dịp gần Tết, giáp Tết như thế này thì nó có sự thay đổi mới gì không thì chị có thể chia sẻ khán giả ha. Chị thấy gần Tết thì chị đi vào đây á, thì chị thấy nó nhộn nhịp nhiều hơn, đông người hơn. Tại vì cái lúc mà chị đi á, là ở đây vắng lắm. Ôi, ở đây người ta đã trang trí hoa cúc nhiều. Qua Tết nè. Đố em cái đó là cái cúc gì? Cúc gì á? Cúc gì người ta gọi là cúc gì? Cúc, cúc mâm xôi á. Em định nói là cúc mini. Cúc mâm xôi, ở đây gọi là cúc mâm xôi. Ôi, xinh thế. Mình đứng đây nè, quay từ dưới lên thì rất là đẹp luôn á. Đây nè, Tiến. Hả? Đây là mai nè, hồi nãy em nói nè. Thì ra ở đây cũng có mai đó cả nhà, hồi nãy Tiến nói lộn thôi. Và nhưng mà từ đây mà nhìn xuống dưới cũng rất là đẹp. Và người ta cũng trang trí cái khung cảnh này rất là đẹp nè. Nhất là vàng bắp khô này nè. Ôi, mọi thứ rất nhìn là thật quá. Nó là thật mà. Bắp thiệt mà. Hả? Bắp thiệt mà. Ủa sao vậy ta? Hướng dẫn viên du lịch sao vậy ta? Có lỗi quá. Xinh quá ha. Đẹp quá em ha. Nè. Chụp ghê, dốt quá ghê. Ở đây mà ở đây nó sáng đó bác. Đúng rồi, giờ sáng rồi. Đó đúng rồi đó, người ta đứng sao mày đứng vậy á? Giá trơn rồi. Hay gì điện tử đi mệt. Ở đây cũng có cái gương vô cực này cả nhà. Đây là chuồng sóc nè. Mấy em nó không có cử động, tưởng như là đồ giả nè. Đây là chuồng giả. Ôi, sâu khiêu dễ thương quá chị. Con đó là con gì? Lạc đà. Con đấy là con gì vậy? Không biết. Kìa em coi kìa, coi ở dưới kìa, người ta nhộm á. Cái chân của nó. Cái kỳ xám thiệt á.
Đi xì xả cũng thiệt á. Không, con vô đây xì xả hả? Con biết cây gì của nó ăn á. Dễ thương quá rồi. Xin á, siêu nhỏ cho cây xả, rồi cho ta. Dạ. Dạ. Cây xả đưa lại. Nhộm màu á. Hello. Anh đưa cho vợ. Dễ thương quá là chị Duyên ha. Nè anh đâu có anh cây nè anh cây. Ôi, ôi bị cướp trên vàng mướp rồi. Rồi cho chị xin cây à. Mẹ mẹ cho nó đi. Chị đâu có xin đâu. Thôi dễ thương quá. Nãy xin. Hello, bạn có khỏe không? Ừ? Ôm cái rồi, hôn cái rồi, hôn cái rồi, đừng có phun nước miếng nha. Ê, trời ơi dễ thương quá, ăn hết đi cho nữa. Ui, nó giậm tóc mình, nó giậm tóc em. Này, đó, từ từ nè, từ từ bình tĩnh nè. Ê, sao ăn tóc chị? Đây đây đây, chị cho. Đây. Ê, dễ thương quá. Trời giật. Này. Nào, hai bên hai em. Đây cho em. Đây nè, đây nè, đây nè. Dành đi, hôn nhau đi, hôn nhau, hôn nhau. Ờ. Hôn nhau chưa. Đây nè, đây nè. Hôn, hôn đi. Thôi cho con nè. Dễ thương quá à. Ngoan nhá, ngoan nghe lời bố mẹ nhá. Chụp bà Vân nè. 3, rồi, né, 2, ok. Ôi, con này giống như đang cười á. Ủa, hình như là hơi bị hô nè. Ờ, mớm quá trời bỏ hô. Thế đây, đây nè, ở đây. Nó no rồi. No rồi. Đây, đây, đây. Nhát hay sao? Nửng. Ui, nó cắn nửng nè. Dễ thương quá. Ê nó nè con, chị Duyên cho ăn đi. Con này muốn ăn con trắng. Ôi nó ốm lắm á, gờ thấy xương luôn. Nè con, nè nè. Binky Binky, come on baby. Come. Cái gì? Come on baby. Không cho nựng đầu. Ờ. Chị nó come on baby, Binky Binky. Nó tới. Mặc dù là em ấy đã no rồi, nhưng mà em ấy nghe tiếng gọi vẫn rợn. Để đi nghe tiếng gọi trong tim. Thôi ghê nha. Vô vô xíu, đi qua lại xíu. Cái này nhìn cái này. Vô vô. À lại xíu nha. Dạ thấy nó nha, nó đang bầu anh. Ủi thơm quá ta. Thơm dữ tay. Thơm dữ ta. Vô vô vô. Đứng đây đứng đây. Nè ba chị kè. Sao đâu còn không? Không có cắn. Giống như thằng vậy á, đứt đuôi nó tự vệ á. Không đứt ra, nó có mọc không? Có mọc lại, mà dưỡng lâu lắm. Đi qua mấy bên này đi. Dài dài, nó dài, nó nhọn. Dài nó để ấy thôi, đâm có đâm lủng gì đâu. Dài nó mềm mềm. Giống như hù đối phương vậy á. Hù mấy động vật săn mồi vậy á. Nhảy lên hay ha. Cái tay là gì? Tay cụp không được. Tay vậy. Đây là hô sao nè cả nhà.
sừng. Con sừng là bự. Con sừng để nó không hút nhau với lại nó không. Dễ thương quá. Con chui đó kìa. Con đó chồng. Khu vực này sẽ là khu của lạc đà hai bú, Bactrian Camel. Đây. Không gian ở đây cũng làm giống như đang ở sa mạc đó cả nhà. Rất là đẹp nha. Ngày sa mạc rồi bắt cưỡi. Tìm một đồ đó, chụp hình đó. Mà con này chắc cũng già lắm hả chồng ha. Chuối nguyên trái. Đang ăn trái chuối rồi thấy ghét không cả nhà. Tối giờ hai cục đó làm gì? Nào. Hai cục đó trên lưng đó làm gì? Hai cục đó để mình ngồi lên á. Trời. Ngồi chính giữa. Ai không biết. Một lần là em nó ăn bao nhiêu ký chuối hả chị hả? Một ngày một nải chuối hả? Là bây giờ đang cho ăn cho một ngày. Ờ. Nhai thì ghét thiệt chứ. Cái mỏ nè. Ui, ở đây có bạc lạc đà Tiên Định ơi, đây có bạc. Ôi, dễ thương quá à. Dễ thương quá. Ôi, cái bú chắc quá, lần đầu tiên. Tiên trong tương lai là Tiên sẽ đi Mông Cổ hoặc là Ai Cập để có thể chụp với lạc đà. Và hy vọng là Tiên sẽ có những khoảnh khắc chia sẻ những cái chuyến đi du lịch khắp thế giới cho khán giả trên kênh của mình nha. Bây giờ thì chưa có đi được Ai Cập thì mình đi Mongolan ở Đà Lạt trước. Ủng hộ nước nhà. Ôi, dễ thương quá. Được mà, nó hiền mà. Nó hiền. Mình cởi lên con này nó hơi con kia ớt. Rồi. Hello. Cameraman chụp tấm hình nào. Dạ. Dạ. Oh. Ôi ơi, thương quá à. Thương quá ta. Cũng tác nghiệp lắm á, cũng là một diễn viên chuyên nghiệp đó cả nhà. Khi mà chỉ cần là du khách hay là khán giả, người đến tham quan mà đứng cùng với em ấy rất là tác nghiệp. Giống như lúc nãy là Tiên quay cho cả nhà xem á. Như sự chia sẻ của nhân viên ở khu vực thì là người ta nói là một ngày em lạc đà này sẽ ăn khoảng một nải chuối. Và bây giờ đang cho ăn rồi, bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Nghĩa là 12 tiếng, có nghĩa 24 tiếng sau mới được ăn là tiếp. Mới được ăn một nải nữa đó. Vậy mà vẫn to bự. Bởi vì có một cái định lực là cả nhà thấy là khi những con vật, con nào mà ăn thịt như là hồ, như là sư tử nè, cáo, chồn hay là đại loại là những con mà hung dữ á, ăn thịt lúc nào thịt của nó săn chắc á, mà những con ăn cỏ như là con voi nè, con hà mã nè, con lạc đà thì con nào cũng bự hết. Cho nên là nhiều khi mình suy nghĩ gọi là suy nghĩ về khoa học tí á, là người ta hay khuyến cáo là mình nên ăn nhiều rau trái cây để giảm cân đúng không. Cho nên nhiều khi qua cái suy nghĩ thoáng qua như vậy chứ mình thấy nó hơi cứng cứng nha. Dễ thương. Ôi, cảm giác giống như đang ở Ai Cập luôn. Có điều là hơi thiếu là không được ngồi lưng em thôi. Nhưng mà lưng chắc lắm. Lưng này chắc phải hai đứa mình lời lên cũng vừa. như đánh như có bầu. Mập mạp dễ thương, đứng yên kìa. Nếu mà không cử động là cứ nhảy như là pho tượng vậy đó. Nhưng mà cái bú này chắc lắm nha. Dùm vô ca đây. Caramel. Đây là cái luôn á. Cái bú này. Chắc thịt nha. Ôi trời ơi, có nghĩa là đụng ở đâu ảnh được hết á. Đừng có đụng vô mặt ảnh thôi. Đây là đà cái á. Đà là cái hả? Là con gì? Đạt đà cái. Caramel nói con đà là cái. Dễ thương quá. Ok, hai chị em chụp tấm hình nha. Dạ. Từ từ. Nó muốn liếm cái gì đó. Nó ngứa, nó gãi. Con gì vậy? Coi là lông nó em. Quá trời. Người ta tỉa bớt rồi đó. Ok, vô.
Qua đây quay mặt qua, trai đẹp phải quay mặt qua. Nắm em. Rồi, giờ nhìn nè. Dễ thương quá nè. Ok. Rồi chụp tấm tiên chụp anh Thiện hơi lùn. Tiên chụp anh Thiện hơi lùn, chụp ba đẹp. Chụp lại tầm. Hiện tại đây là cái khung cảnh mà xếp hàng để chơi vào trò chơi trượt nha cả nhà. Rất là đông luôn. Thì cũng đủ thấy là cái khu vực này được các bạn trẻ cũng như là người lớn yêu thích như thế nào. Rồi, mọi thứ sẵn sàng rồi. One, two, three, let's go! Cảm giác rất là sảng khoái, các bạn ở dưới có sảng khoái không? Dạ có. Tôi yêu Đà Lạt nha. Khi mình chơi xong thì là dịch vụ cũng sẽ có đưa xe đưa cho mình lên nha. Thì mình chỉ có tốn tiền mua giá vé thôi cả nhà. Thì sau đó là sẽ có tài xế để đưa mình lên tới đỉnh lại. Khi mình lên đỉnh rồi thì mình muốn chơi nữa thì mình chơi nha. Hơi vắng này lắm. Wow, lâu lắm rồi Tiên mới ăn lại được một cái nồi cá lóc kho tộ nè. Đó, đúng kiểu kho kiểu trong Nam luôn. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có gà ta luộc chặt. Ôi, miếng gà vàm ươm như thế này, thịt thì lại dai dai. Đi Đà Lạt thì cũng không thể nào thiếu một dĩa rau trộn salad như thế này. Đó, cái salad này đặc biệt là ăn rất là giòn luôn cả nhà. Cũng không quên là một tô canh chua nè. Cà chua hôm nay là Tiên ăn canh chua cá diêu hồng nha. Đó. Bữa cơm gia đình đạm bạc thôi cả nhà, nhưng mà đầy tình thương và rất là ngon nè. Còn gì hơn khi là được về nhà cùng với gia đình ăn những bữa cơm gia đình như thế này. Để sau này xem lại á, thì những khoảnh khắc này nó là thật là đáng quý và đáng giá trong cuộc đời đó. Hay là đùi gà ta chi nước mắm nè. Cải chua nè, wow, nhìn cái dĩa cải chua uy tín quá. Mình là thấy ngon rồi. Là bữa cơm gia đình đàn bạc. Bây giờ con mời ba mẹ, mời ba, mời mẹ, mời dì Út nha. Mời cặp đôi idol nha.